Tối 20 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Lê Trọng Đình, 34 tuổi, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tài chính Việt Nam Capital, trụ sở chính ở Quảng Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng bắt giữ Trương Quốc Thái, 37 tuổi, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cùng về tội danh này. Được biết, công ty cổ phần tài chính Việt Nam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Linh và Thái đã mở hàng loạt địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân. Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền, theo thống kê ban đầu, lên đến hơn 200 tỷ đồng. Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán. Sau thời gian đấu tranh thu thập các thông tin tài liệu về hành vi vi phạm của các đối tượng, chiều 20 tháng 12, ban chuyên án quyết định phá án bắt giữ Lê Trọng Đình và Trương Quốc Thái. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh xử lý vụ án.